Xin chào anh em, hôm nay mình có soạn ra được một mớ tua vít ba ke dòng cán gỗ đó, đít đóng dành của hãng Vicell nha anh em. Toàn bộ những cây này là hãng Vicell, mình lựa ra hết một hãng cho anh em đó. Mình bán là với giá là 500.000 cộng ship một bộ, bao gồm là 16 cây ba ke từ BH1 cho tới BH2, BH3 đó. Anh em thợ thầy thì xài rất là nhiều đó, như BH1 này có 4 cây này, đủ cây ngắn dài hết, ngắn dài đủ size cho anh em. Anh em xài BH1 nè, đầu vào nó vít đóng nha. Cái những cây này là cây cán gỗ của hãng Vicell. BH2 thông dụng này, đầy luôn, BH2 thông dụng quá trời nhiều, ngắn dài đầy đủ hết. Cái cỡ này cỡ thông dụng cho anh em thợ xài, anh em thích cán gỗ lắm đó. Dưới nó là vít đóng đó. Anh em xài nhiều khi cần lấy búa đóng thì đóng vặn, đầu nó đầu ba ke hết, đầu ba ke ngon lành. Mấy cây này thì mình tiễn ra nó ngon lắm, đầu ba ke thì anh em cứ yên tâm đó. Toàn bộ vì sale hết. Có hai cây BH3 dành cho anh em mở ốc dạng áo này, ốc dạng áo, ốc nhựa, tủ lạnh, đồ máy giặt hay là máy lạnh. BH2 thì anh em vặn vít thông thường. Nó có được 4 cây BH1, tổng là 16 cây. Mình bán với giá là 500.000 cộng tiền ship là một bộ này nè. Đó, toàn bộ là cán gỗ hết cho anh em xài. Đó, ở dưới là chuôi đóng nha, ở dưới là chuôi đóng nè. Đó, cái bộ này mình thấy là khá là đẹp đó, anh em thợ thầy mua về cho thợ xài thì rất là ok, xài bền lâu. Với lại hàng này nó tốt, hàng Vicell mà nó tốt lắm. Mình cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả.